tử quân trường tình muốn cưới mỹ nhân nam triều vang danh bảy nước. Kiểu nguyệt công chúa làm vương hậu của mình, kết quả mỹ nhân quay đầu liền mất nước của hắn. Khiến hắn trở thành nô lệ của nàng. Câu chuyện này chỉ là hư cấu, xin đừng truy cứu lịch sử. Chương 001 Mất nước, đại vương có chút nhớ không ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 002 dạy dỗ một chút cho đại vương đưa tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 003 Công chúa chồng trước chính là bị hắn tức chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 004 Công chúa lại mang Mỹ Nam về nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 005. Lăng đi nơi đó quỳ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 006. Nghĩ lại, hắn đến cùng kém chỗ nào rồi? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 007. Hắn thề. Hắn không phải cố ý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không không hắn lần này mới là cố ý bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không 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 vội tới trước ăn chút thịt bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không một không đại vương muốn dựa vào nữ công dãy ít bạc bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test